Tan hoang là cụm từ chính xác nhất để diễn tả về tình hình tại Quảng Trị vào lúc này. Các bạn nghe thấy tiếng mưa rất lớn và nó đã diễn ra liên tục 2 ngày kể từ khi mình đặt chân tới đây. Những cơn mưa lớn làm cho mực nước tại các dòng sông đang tăng rất nhanh, tràn ra nhiều tuyến đường và nhấn chìm nhiều ngôi nhà. Nhiều gia đình đã phải di tản đến những nơi ở mới an toàn hơn. Bên cạnh đó, việc sạt lở cũng diễn ra ở nhiều nơi, gây cô lập nhiều ngôi làng, chia cắt nhiều tuyến đường. Tuyến đường huyết mạch từ Huế đến Quảng Trị ngày hôm nay đã bị chia cắt, khiến cho nhiều đoàn cứu trợ vẫn phải bị mắc kẹt lại ở Huế hoặc Đà Nẵng. Ủy ban Y tế Xã hội Tổng Liên hội là đoàn từ thiện may mắn và hiếm hoi có mặt tại Quảng Trị vào thời điểm này. Về tình hình người dân ở tại Quảng Trị, đặc biệt là người Pru, trong điều kiện bình thường họ đã đối diện với những khó khăn. Có những gia đình bị điện lực cắt điện chỉ vì không có 12.000 để đóng tiền điện. Thế nhưng đầu năm nay họ đã phải trải qua hai đợt cách ly xã hội. Gần đây là một cơn bão, bây giờ là một cơn lũ và sắp tới là một cơn bão số 8 cũng sắp đổ bộ, làm cho hoàn cảnh của họ hết sức khó khăn. Người dân nơi đây chủ yếu trồng hoa màu tại các sườn núi, nhưng những cơn mưa vừa qua đã làm cho các sườn núi bị sạt lở, hoa màu của họ bị mất trắng. Nhiều gia đình đã thu hoạch lúa để ở trước sân, nhưng vì những cơn mưa đến không kịp phơi, nước thấm vào và bây giờ nó lên mọng không thể sử dụng được nữa. Vì vậy, người dân ở tại nơi đây không chỉ gặp khó khăn về vật chất, nhưng họ thật sự đang thiếu thốn về cả mặt lương thực. Cảm ơn Chúa, trong đợt vừa qua, Ủy ban Y tế Xã hội Tổng Liên hội đã thực hiện một đợt cứu trợ lần đầu với 800 thùng mì gói được phát ra để giải quyết được một phần nào nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, những ngày vừa qua, mưa bão tiếp tục hoành hành và kéo dài trong nhiều ngày, làm cho cái đói đang tiếp tục rình rập ở tại cửa của nhiều gia đình ở tại Quảng Trị. Vì vậy, họ rất cần sự quan tâm, yêu thương và chia sẻ của các bạn ngay trong thời điểm này. Mình đã ở đây trong những ngày qua và sẽ tiếp tục cố gắng hết sức trong những ngày sắp tới để chuyển tải những tình yêu thương, sự quan tâm, giúp đỡ của quý vị đến với những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn một cách nhanh nhất. Xin các bạn cũng cầu nguyện cho công tác cứu trợ của mình ở tại nơi đây. Khi đi thực hiện công tác cứu trợ thì mình đối diện với hai nguy hiểm về tính mạng. Thứ nhất đó là do lũ cuốn và nguy hiểm thứ hai do sạt lở gây ra khi mình đi vào những ngôi làng ở tại vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những ngôi làng gần ở tại thủy điện. Bên cạnh đó, một nguy hiểm khác về kinh tế mà mình phải đối diện đó là những cơn mưa và những dòng nước lũ có thể làm hư hại những thiết bị mà mình mang theo. Xin các bạn cầu nguyện để Chúa che chở, dẫn dắt và ban cho mình có sự khôn ngoan để thực hiện công tác cứu trợ một cách tốt nhất. Mọi sự ủng hộ của quý vị xin vui lòng gửi về cho Ủy ban Y tế Xã hội Tổng Liên hội theo địa chỉ ở trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị.